Xin mời tất cả các bạn nhá. Hay uống. Chào tất cả mọi người, lại quay trở lại với video của mình. Và chúc mọi người một buổi sáng tuyệt vời. Nay mình lại có mặt tại suối. Và hôm nay thì có 6 anh em đây sau mình đây. Chào đi. Thì hôm nay có 3 cái ăn mừng. Cái thứ nhất là Nhật nghỉ việc này. Cái thứ hai là Cừ thông báo có tin vui này. Cái thứ ba là ăn mừng 5.000 sub. Đây là Cừ này, Thi này, Sang. Nhật Tô. Anh em mình thì mới lên kế hoạch từ hôm qua, tối hôm qua đấy mọi người ạ. Bảo đi cái đùng cái là đi thôi. Sáng rồi Thi ra chợ chuẩn bị 2 con gà. Có ai nhìn thấy chỗ này quen quen không nhỉ? Cái cảnh này mọi người chắc là có nhiều người sẽ thấy quen quen đấy. Đấy đồ đấy. Một con gà, hai con gà, thịt lợn trong kia. Nắng đẹp nhá. Nắng đậy, nắng đẹp. Suối cũng đẹp. Ăn xong thì nếu mà nóng thì có vị trí tắm. Đây bên dưới này nữa. Anh em thì đi xa tầm, lúc nãy mình đi từ xe máy lên cái chỗ điểm này này. Đi một quãng đường rất là dài rồi, đường rất xấu. Thì đi bộ lên hơn 10 phút một tí. Thì anh em là ngại không muốn đi lên đây, nhưng mà mình bảo là tại đây có những cái dòng thác cái bé này này. Quay nó không ồn. Đấy, nước chảy rất nhẹ nhàng. Đây, Nhật đây, ăn mừng nghỉ việc thành công. Quyết đi làm ông chủ rồi lần này. Cái nào của mình chuẩn bị ra channel mới. Channel mới rồi. Chỗ này thì đang làm ống điếu. À, chi theo ở cá này. Còn Thi với Tô thì đang tắm thịt và gà. Gà thì làm một con để nướng. Còn nồi kia thì gà nấu với măng. Khá là nhiều măng đấy, mới đi tìm măng nứa về.
nắp vung rất là xịn. Đây này, măng thì ở dưới nhá mọi người nhá. Một món này, hai món nướng này. Một món, món thứ hai cũng đã xong. Thịt lợn nướng. Ba miếng luôn đi à? Chưa đâu chứ. Thế rồi. Thái to vào nhá, thử nhá. Ăn cho ngập mồm nhá. Ê, ba này sát lên khổng. Này, này sát hai sát luôn ạ. Lấy cái dao đẹp thế này. Lấy cái dao kia mượn thôi. Xuống nhỉ, nhìn thịt. Làm cái bắn đấy, cái bắn rồi. Cái này ăn ngập chân răng. Mình xuống đi cười. Món thứ ba, gà nướng. Có vẻ là tô nướng càng ngày càng kinh nghiệm hơn. Đợt đầu thì cháy ác lắm, giờ đỡ hơn. Thằng nào có con trai vẫn thích ăn thịt cà này. Ui. Dưới chân kìa. Cho mày. Ui ôi. Chịu đây. Hey. Chịu đây ngon quá luôn. Hốt bác. Hốt đẹp lắm. Hưng lắm á. Anh em thì đi suối có cái gì dùng đấy thôi, không có thớt đâu. Thớt này thì cái cây nhặt ngoài suối nó ngâm để đấy. Rất là chắc và cứng. Cái này đó. Thì anh em tận dụng làm thớt luôn. Được cừ nó đi chặt gà miếng nào miếng đấy. Cực to luôn cả cái thịt nữa nha mọi người. Nhìn cừ ra riêng rồi. Dứt khoát. Thanh niên đã có vợ. Được đấy. Thanh niên năm đó. Ui ôi, cái quả tim này nó rơi xuống kia là phí. Nhật thì còn đúng thanh niên. Chưa vợ con thì. Mọi người biết nhìn cái chặt gà là thấy đáng yêu chưa? Yêu quá. Ừ. Chuẩn bị yêu được rồi. Cho cam xem ha. Hơi nát nhỉ. Không sao.
xe đang đi, đang đi. Ôi. Đúng, xe đang đi thì gà này đấy. Là gà thuốc đấy, gà đen đấy. Vừa qua bản mèo mua được con gà thuốc. Chân nó đẹp chưa? Còn bây giờ là đến với món thứ tư. Gà lam ống ngứa. Các bạn có thấy gì không? Ừ. Nhưng mà cái chân này không phải đâu, gà thuốc. Đây này, thịt lam ống ngứa này. Còn cái món thứ năm, cái món này là món thịt nấu rau cải đúng không? Đừng bỏ nông quá. Nông á. Ui. Tí nước bóng quá. Tôi xin phép tôi đặt vào đây luôn đi. Đây, món thứ năm là thịt nấu rau cải. Tất cả có 5 món. Thịt nướng, gà nấu măng, gà lam rau cải, gà này lam ống nứa này, thịt này, đây là nướng. Xin mời các bạn nhé. Xin mời tất cả mọi người vào dùng bữa cùng mình. Và hôm nay là lý do. Thì lý do đây. Lý do đây là Nhật thất nghiệp. Lý do ăn mừng. Xin mời tất cả các bạn nhá. Anh uống. Không phải đến vòng theo vòng đi. Không có tin đâu không. Tính trọng. Tôi bảo hay uống rượu vì rượu rất tốt cho sức khỏe. Các bạn nhá. Uống hết à? Uống hết. Kêu nhau thế thôi, nhưng mà anh em gặp nhau thôi. Lý do tôi là chính. Áo là cái áo của tôi nãy bị sâu gióng các bạn ạ. Không phải tôi. Thấy đâu. Các bạn ạ. Sang thì tô Nhật cử. Được ăn này. Được ăn chưa, được uống nhá. Mời các bạn miếng thịt gà đầu tiên đi. Mời các bạn nhá. Xin mời tất cả các bạn nhá. Uống đầy đi. Đừng tí chứ. Và bây giờ là đến lượt của mình. Quay. Xin phép xin mời tất cả mọi người. Mời các bác, các cô nhá. Không, thế này thôi, không cần xoay đâu nhỉ. Mời nhá. Cái này là đũa tích hợp không hút. Ừ. Làm một điếu măng. Làm một điếu măng đi. Măng chúng tôi đâu hả? Măng lứa. Măng lứa, mời chủ kênh đi. Không, cứ dùng trước đi nhỉ. Sang và Cừ đây này, Cừ hai thằng lên phát đã lên là vào rừng lấy rồi. Không. Sống thần tiên. Măng tươi. Không, hay là không ngủ được đâu. Như thế này mới đáng sống chứ các bác nhỉ. Không cần giàu có gì. Cứ anh em tháng gặp nhau 2-3 lần như này là được. Cấp chủng Covid. Mời các bạn. Bắp thứ hai. Ở đây thì không cần phải đeo khẩu trang nhá. Đây cách ly hết rồi. Đây thịt gà. Thịt con heo. Mình sẽ làm cái miếng thịt lợn nướng này đầu tiên. Chấm hạt. À. Cho sang ăn trước xem nào. Mùi vị thế nào? Ăn nhiều quá. Đúng là ngập chân răng vì Cừ nó thái rất là to, miếng to. Cảm giác nó khó tả, ăn ở một nơi hoang vu, vắng vẻ, hẻo lánh. Mây mù đang bao kìa, bao phủ kìa. Bên kia là Sapa đấy, chân núi Hoàng Liên Sơn đấy. Mây mù che phủ giết ba xa. Bằng thả này chắc chắn. Dài rồi, đấy là mình nhỏ rồi, đi uống một đàn quay chơi thôi. Đàn thủ lên là đường tăng. Chưa mừng. Cứ mô tả miếng thịt nướng đi. Mình lên.
Xin mời các bạn tôi ăn thêm một một phát hành khô. Ok. Ngon lắm các bạn. Ngon lắm các bạn ạ. Biết là ngon rồi, ăn này là biết là cực ngon rồi. Còn đây thì đâu mình sẽ chọn. Miếng này quá ngon là gì nữa. Miếng này, miếng cánh đi. Chấm vào đây. Có gì đó 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 đó. Màu của lại này. Thôi được, ăn được cực mồ hôn. Tuyệt vời. Non là non thả cá đấy, là đùa là tươn lắng nhưng mà lươn gì. Mẹ. Cô là giỏi ăn đấy đấy. Cảm ơn đề nè. Thằng kia bốm lên. Đúng. Ơi. Làm đây đến vòng rồi. Đến vòng rồi. Đến vòng rồi nhá. Thực cười lắm, ông vẫn cần hơn. Và xin tạm biệt buổi dã ngoại của anh em mình kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn mọi người trong những video tiếp theo.